Dạ. Ê. Mới chế cái cần luôn. Mới chặt khúc tre làm cái cần cái câu cá bóng. Đây cóc con quá trời, con nhái với cóc nhiều lắm. Dạ. Dạ. Có ớt không chú? Có ai đi soi ớt không? Dạ. 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 Nhỏ xíu rồi chú ơi. Nhỏ anh. Nước hôm nay trong hơn bữa đỡ. Được hôm bữa đục ngầu. Dạ dạ. Nay nước đang rộng. Nay nước đang rộng. Tụi con đi câu con coi nước hết chứ. Ngoài biển hay bờ phải coi hết. Sâu rồi. Nước hởm mình câu tại nước lớn vô mà. Dạ. Nó đẹp ghê. Ngoài ngâm. Trời ơi, tôm bự lắm luôn á. Dạ, bự bự lắm luôn á, bằng to hơn tôm nãy con câu luôn á. Nó bò xuống hả? Dạ nó bò xuống rồi. Tôm trồi lên đã. Ừ. À, nó thấy đèn nó mình nhá đèn là nó tụt liền nè. Dạ. Này có con bóng tượng dễ thương lắm Bi. Ngón út. Chỉ có con bóng tượng là mình soi là nó vẫn còn nằm thôi chứ còn bóng soi nằm soi ngang á mới thấy được nó, còn soi dọc. Đâu có đèn đâu mà soi. Có đèn hả? Dạ. Yeah. Nói mua thêm cái đèn mấy chục ngàn. Ủa cái đèn kia đâu bố? Dạ. Yeah. Cái đèn kia đâu? Cái đèn nào nữa anh? Cái đèn hồi nãy cầm tay á, cái đèn nằm ngang á. Nè. Đèn này đâu có sáng bằng. Đâu có chiếu xa. Đèn này đèn tỏa mà. Thấy nãy rồi. Ngụy trang. Đó câu có nhỏ đâu mà. Nguy trang kêu Út. Dở nhẹ là dính rồi. Thử nuốt chết cá. Mất mồi luôn. Vũ bay mà. Cá. Cá này mà nên anh để mình nuôi hả? Hả? Để mình nuôi hả? Dạ. Có cái thùng ở ngoài sân thượng. Có bộ hai anh em không ở trong hả? Dạ. Con ở nhà riêng con bốt ở nhà riêng. Cái này cần gì hà lấy mồi mềm nhấp nhấp nó cũng ụp nữa. Ba cái đồ của con cũng chống nước không à, không có sợ. Đèn pin đồ là chống nước hết. Đèn pin đồ chống nước á. Dạ, máy quay cũng chống nước luôn. Ừ. Chú đâu có chống được cái gì đâu. Dạ. Chưa khoan xuống để chú đổi cái đèn lại. Dạ. Phó cái bao xuống.
Tí mình câu được mình cứ quăng vô ghe nè. Rồi chị nào mình lên là xách lên. Mình lên mình xách lên. Nói bây giờ con ngồi con biết sao con ngồi chờ mấy đằng trước đó đó. Dạ. Ghe lắc nha. Dạ. Con đi câu ghe gỗ nó cũng nhiều. Dạ. Nói chung là ngồi phải vững mới được. À. Đó, ngồi chồm. Con ngồi chồm cái bỏ hai cái giò lên trước luôn được không? Được hả? À, đây. Từ. Nước quá nó lắc. Nước thì nó không lắc. Dạ. Nước còn nhiều quá. Chú thì rất là nó quen rồi. Chú không sao luôn. Dạ. Để con ngồi. Ngồi thẳng. Ngồi chồm tới bởi chứ để ngồi chồm tới hai cái giò. Dạ. Ok chưa? Rồi. Nó ngồi là những canh đó. Xuống cái gầm đó ha. Không, một cây thôi, cái hai cây con bơi ở trước đó, nó đọng nước. Dạ. Tại vì mình bơi tới điểm bắt đầu mình bơi nhẹ nhẹ từ từ vậy á. Như cái này câu nữa đâu. Như cái này nó thấy nó đầu câu. Dạ. Xương lên hơi nước và xương nổi lên. Để con cần từ từ chút. Con cần anh đụng cục chì em né. Ý là con cá nó bơi đi vậy. Nước hôm nay hơi đục. Dạ.
Dạ. Ui, con càng từ từ chút. Từ từ dê dê lại. Càng khổng lồ luôn á. Ôi con tôm. Cái này có vợt. Có vợt mà vớt nó không ăn nè. Đi nó không ăn. Thấy. Thấy đèn mình đi. Tôm nó phải nửa ký. Chứ sợ mình nhớt không được đó con. Dạ. Thì dạ đúng rồi, nó búng cái đi mất. Búng. À, đổ vô là đúng cột liền á. Tôm dễ sợ, phải có cái gì nè, cái tô ở gì con hà á. Con hà thì nó ăn. Con trùng biển á chú. À. Mấy con đó nó tanh nó ăn. Cái đó chú không biết rồi. Con còn chú. Đó. Ha. Ngập tay con tay vừa dịnh nó mới chỉnh nha. Chế cái dây hơi dài để xoay cái dây lên. Tới. Không, ý là cái cần nó không có tới. Cái cần không tới. Để con xoay lại, con xoay lại. Chú để đây. Xoay cái dây cho nó ngắn cái mũi này. Dễ câu. Dạ. Khó thấy, lấy cái đít qua này. Rút mà nó chạy nó không ăn. Thì do hôm nay nước nó giờ câu giấc này nó cũng như khuya rồi nè. Dạ. Nó giấc đầu hôm mà nó đói mòn nữa. Dạ. Dạ. Nước chưa có đầy không? Cái con này là để con tép xuống mời con dính cho khoảng 7 trong con á. Dạ. Nước nó đục quá khó thấy chứ. Cái giòn để nó đục đầu nha. Dạ. Chú làm chậm dữ lắm đó. Cái nước hơi đục quá, lành lẹ quá đâu có thấy đâu. Thấy bóng quá. Bóng nước dữ quá, không thấy cá luôn. Nước này hơi đầy. Khó thấy. Chú có soi được không? Chú nhìn ấy thôi hả? Chú ơi sao mình không thấy? Sao quá mà. Dạ.
ma gì trời. Mắt chú nó gần với con, chú mới thấy xa chú đâu thấy. Dạ. Nó yếu. Nước mấy khúc này nó sâu quá. Sâu, nó sâu thì bây giờ mình làm gần tới hoài. Nó săn được tép nhiều ở đâu có thèm. Tép đi quá nhiều. Nó nằm im đó rồi, nè, có chú co tép bơi ngập. Ê, đây có một con. Nhỏ xíu. Không. Cá nhỏ hay vậy? Cá nhỏ xíu bằng ngón tay cái á. À. Ở đây đây bọn đây đây. Dựng về 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 về. Mà nhỏ xíu à. Đây. Bóng tường nhỏ xíu, con này chắc về nuôi quá. Trời ngon, trời trời bự tôm. Dạ. Quá trời bự tôm, không ngon. Tôm càng hả chú? Không. Không khó bắt được nó ha. Tôm càng chứ. Chỉ có câu thôi. Dễ gì bắt được. Đậm nước nó tưởng lái như gì nó. Dạ. Nó đậm nước mà nó thật xuống này đậm nước nó làm. Tôm nó khôn. Nó nhẫn bên đường thang. Dạ. Nó nhẫn bên đường thang. Còn lại nó làm câu câu nữa. Dạ. Nước đục quá chứ nước mà trong trong câu ngon à. Đá chú ơi, đá bờ đá. Quẹo ra. Trời ơi, cá con nhiều quá ha. Ê chú, từ. Má ơi. Khoan chú dừng. Nằm dưới đây nè. Bự quá, con nó bự. Con nó bự lắm. Bự hơn con hồi nãy mình câu. Nó nằm sát bờ luôn mà. Thôi mình đi chút nữa quay lại. Nó lên lại không ta? Nó cứ ở vòng thôi chứ. À, nó nằm đây nè, bự lắm, một khúc. Nằm sát bờ luôn chứ. Cái này là nó thiên nhiên không à, chứ không ai. Dạ đúng rồi. Chỉ có mày cái vồ là mới nuôi thôi. Dạ. Mình đừng có nóng. Phải dạ. Phải lạnh mới được. Dạ đúng rồi. Mình bơi này cũng vậy đó. Chứ sao mình bơi ghen nhanh quá. Dạ, đi lúc nó là nó thấy nó bơi. Nó bị hút con cá. Dạ. Cứ bơi chậm cũng được. Con nãy nó nằm khúc nào ta? Nằm khúc đó, giữa khúc đá. Khúc đá. Khúc gạch đó, mấy khúc gạch.
Thấy chú dừng 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 nhẹ nhẹ. Bự. Nó là nãy. Dạ đúng rồi con này. Bự nè. Rồi chú. Rồi. Đi. Đi 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 đi. Thôi mình đi đường khác đi. Đi đường nào chú thấy nhiều mấy cái bờ lại này dễ câu nè. Bây giờ nếu mà mình trở lại cái đường hồi nãy cá bóng hồi nãy mình thấy đó. Đó đó nhớ không? Dạ. Cái cầu á hả? Không. Bây giờ mình trở lại đó hay gì? Chỗ này hả? Đây nè, chỗ này nè. À chỗ bên này đi chú. Chỗ sau lưng mình đi. Dạ. Chỗ cầu nè. Dạ dạ. Mấy con này câu mang về chắc nó sống mình nuôi được mà chú hả? Được. Hồ con cái ở nhà con có mấy cái hồ bự lắm. Dạ. À. Đây là thành quả của hai anh em câu cả buổi tối nha. Còn mấy con nhỏ thì thả hết rồi. Hôm nay nước nó đục quá cho nên câu không được nhiều.